Mình lại giới thiệu một app kiếm tiền trên điện thoại iPhone. Đây là app kiếm tiền Earn Money Free Card. Chúng ta click vào đây để chúng ta cài đặt nó ra. Các bạn nhìn rõ ứng dụng nha. Mà ứng dụng này dành cho điện thoại iPhone và ứng dụng kiếm tiền dành cho điện thoại iPhone. Những ứng dụng như này thì mình kiếm tiền thì mình phải lưu ý đó là độ kiên trì. Khi mình không kiên trì thì mình không thể cài được các ứng dụng này ra, vì ứng dụng này mình phải làm việc vì kiếm đồng tiền không bao giờ dễ cả. Chúng ta phải có tính kiên trì. Cài ứng dụng này ra thì mình phải cài ứng dụng game cho họ, và mình thì mỗi một lần cài game thì mình sẽ được tiền ở trên đó. Đây, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn là Make Money Series Free Cap. Cái này là ứng dụng này thì để kiếm tiền trên điện thoại iPhone và iOS luôn, Android. Thôi mình mở ứng dụng này trước này. Các bạn trong quá trình làm không hiểu thì các bạn cứ comment cho mình nhé. Các bạn comment ở bên dưới. Đây. Thì đây là các quà tặng này, Facebook này, để mình liên kết Facebook này, thì mình được 60 cent. Mình thử liên kết, ok. Mình chưa liên kết thì chưa được. Để xem 5 giây để trả được tiền 100 xít. Tên đây là các bạn đăng ký tên của bạn mà. Đây là địa chỉ email. Mình viết địa chỉ email nhé. Credit khi một người bạn mới của mình là được 500 credit. Đây, mình ghi chị email thì mình ấn copy. Bước đầu thì mình tạo tên tuổi thì mình được 130 credit. Check in thì được 15 nữa. Acifit Uter 15 là mình lên 145. Đây là xem video quảng cáo được tiền, hiện giờ là chưa có. Đây là Alefit. Vì mình giới thiệu các cái phần mềm để kiếm tiền trên iPhone thì nó có được một cái khác là Android là nó không có những ứng dụng chạy ẩn, thì rất chi là phức tạp. Đấy, cứ một cái như này mình xem hết quảng cáo là mình lại được một xem một exit. Đấy thì cái này kiếm tiền nó cũng đơn giản. Phần mềm này thì kiếm tiền mình chỉ cần xem quảng cáo là được tiền. Các bạn nhìn xem nào. Đây mình được một ship đấy. Thì đây mình kết nối Facebook là mình được chia sẻ là mình được 60 ship này. Mình chia sẻ này, mình ghi vào. ta. Đó. Thì mình được 6 thêm 60 clip. Đấy, các bạn thấy hay không? Đó. Khi chúng ta được nhảy đây cũng là review, mình cũng có một số lượng lớn cái này, mình cũng lên đấy vào thì mình cũng được tiền trên đó. Mình đi vào các cái vấn đề khác. Đây là vấn đề chia sẻ cái mã này cho người khác thì mình sẽ được 500 credit. Khi một người bạn mới của mình là được 500 credit. Mình xem cái mã của nó thế nào nhé. Này, họ không chia sẻ mã. Xuống đây xem coi mã là của người khác thôi, mình kích vào mình họ cũng được tiền, mình được tiền, mình kiếm mã. Tí nữa thì các bạn nhập luôn cái mã của mình nhá, thì các bạn không phải kiếm nữa. Mình đang quay bằng điện thoại khá rút. Phần này mềm này cũng khá dụng khi mình kiếm tiền. Đấy, chúng ta kích vào đây, chúng ta nhập cái mã kia vào họ gì. Nếu bạn ấy xong thì các bạn nên ấn mã này của các bạn vào nhé. Mình đã được mã nhận. Đấy thì mình sẽ được nhận tiền này. Thiếu chữ Y. Thừa chứ gì. Mình vào lại. Rồi các bạn đây, các bạn nhập cái mã này của mình vào nhé. Đây cái mã này của mình, các bạn nhập vào, các bạn nhập vào trên ô trên này để mình nhập thử cho các bạn xem. L904Y. Đây các bạn nhập cái mã này vào, cái mã của mình nhé, các bạn nhập vào nhé. Rồi, đây là phần rút tiền thì được 5.000 clip thì các bạn sẽ được 5 đô, tương đương với 100.000. Cái này các bạn cũng dễ làm đúng không? Thì các bạn phải có tài khoản BNPay, thì các bạn cứ làm một cái tài khoản Google, rồi các bạn làm một cái thẻ Visa, rồi các bạn đăng ký BNPay. Nên tài khoản BNPay thì đăng ký rất chia dễ dàng, các bạn đăng ký thôi. Đây là những phần để mình kiếm tiền, kiếm credit. Đây mình vào đây có là mình sẽ được credit luôn. Đây, xem video này là được dễ nhất để xem nhất, nhiều tiền nhất. Okay. Đấy, cứ một lần xem là được cái đồng, có lúc là 2 đồng luôn. Các bạn thấy hay không? Đây, cái này cũng hay luôn. Các bạn chỉ cần kích vào thôi, hiện lên quảng cáo, xong tắt đi là các bạn lại được tiền luôn. Đấy, cực kỳ dễ kiếm tiền đúng không các bạn? Quá dễ luôn. Cái này là hậu quả. Quay. Để chuyển sang ứng dụng để mình cài đặt, ứng dụng thì cũng được nhiều tiền lắm, mới hết xui. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ chơi trò kia cho nó nhẹ. Ok, xin chào các bạn.